Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, gió đông nam khoảng cấp 4 đến cấp 5. Ngoài ra mưa rào và dông tiếp tục duy trì nên tầm nhìn sẽ giảm thấp, kèm theo hiện tượng gió giật và gây trở ngại trong hoạt động hàng hải của bà con. Với khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, gió thổi đều theo hướng tây nam, cường độ phổ biến khoảng cấp 4 đến cấp 5 và từ ngày 23 tháng 5 có lúc cấp 6 nên biển động. Sóng cao từ 2 đến 3 mét gây trở ngại hơn cho tàu thuyền lưu thông. Ngoài ra mưa dông có thể xảy ra bất kỳ thời gian nào trong ngày, khiến tầm nhìn xa liên tục ở mức thấp kèm theo dông lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa chỉ từ 4 đến 10 km. Gió đông nam phổ biến cấp 4 nên không gây biển động. Tuy nhiên trong mưa dông, khả năng kèm theo lốc sét và gió giật mạnh sẽ gây trở ngại cho hoạt động hàng hải trên tuyến hải trình này. Với tuyến Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, trong 2 đến 3 ngày tới gió đông nam đến nam phổ biến cấp 4, sóng cao dưới 2 m. Thời tiết duy trì nhiều mây, đôi lúc có mưa rào và dông rải rác nên tàu thuyền cần lưu ý với tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Đối với tuyến hải trình Vũng Tàu Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai gió tây nam cấp 4 cấp 5. Mưa dông xuất hiện nhiều nơi khiến tầm nhìn giảm thấp và gây trở ngại trong hoạt động hàng hải. Các chuyến tàu ra Côn Đảo trong những ngày tới thì cũng không gặp thuận lợi khi mưa dông thường xảy ra bất chợt kèm theo lốc sét, gió giật mạnh và sóng có lúc cao trên 2 mét. Trong đêm nay và ngày mai, tuyến hải trình từ Rạch Giá, Phú Quốc được dự báo sẽ có gió tây nam cấp 4, sóng cao từ 1,5 đến 2 mét. Ban ngày thời tiết còn ổn định, tuy nhiên về chiều và tối mưa dông xuất hiện nhiều nơi nên các tàu thuyền cần cảnh giác với tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!